Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kế hoạch thanh tra năm 2022 đối với công tác quản lý sử dụng đất đai ở Quảng Nam. Cụ thể, trong năm 2022, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng, quản lý sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng việc cấp phép khai thác các mỏ đất, đá, làm vật liệu xây dựng. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung khu công nghiệp Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Theo đó, khu công nghiệp này có diện tích gần 340 ha, nằm ở xã Bảo Hưng và xã Minh Quân của huyện Trấn Yên. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về đề nghị bổ sung khu công nghiệp Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, đã được thẩm định theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định thành lập Ban chỉ đạo nhà nước triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam, phía Đông, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, trưởng Ban chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, giải quyết những nội dung công việc liên quan, đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ và quy chế phối hợp, chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của mình để giải quyết các thủ tục, tháo gỡ các vướng mắc nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án, chỉ đạo điều phối hoạt động phối hợp giữa các bộ ngành cơ quan trung ương và địa phương nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận kịp thời trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh mục chi tiết các vị trí sạt lở bờ sông, kênh rạch nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn thành phố năm 2021. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra 32 điểm sạt lở bờ sông, kênh rạch nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư đang triển khai thực hiện các dự án kè chống sạt lở chủ động khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập thẩm định, phê duyệt và sớm triển khai thi công các dự án kè phòng chống sạt lở. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình vừa thống nhất chủ trương theo đề xuất của Ủy ban nhân dân quận 3 về nâng cấp vỉa hè xung quanh khu vực hồ Con Rùa. Theo đó, ông Lê Hòa Bình giao quận 3 nghiên cứu phương án thiết kế, lựa chọn vật liệu xây dựng và thi công công trình đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét nghiên cứu đề xuất phương án trùng tu cảnh quan công viên hồ Con Rùa, tham mưu đề xuất phương án thành phố Hồ Chí Minh xem xét trong tháng 2 năm 2022. Hiện nay, dư luận đang bức xúc vì nhiều sai phạm tại khu nghỉ dưỡng Highland Resort ở khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa khắc phục xong, nhưng cơ quan chức năng không xử lý nghiêm. Theo đó, dự án này do công ty cổ phần Thiên Nhân làm chủ đầu tư, đã xây dựng 5 công trình không có giấy phép, 23 công trình sai giấy phép xây dựng. Sau khi cơ quan chức năng phát hiện, đối với 5 công trình không có giấy phép xây dựng, chủ đầu tư đã tháo dỡ hoàn toàn. Những công trình vi phạm còn lại vẫn đang trong tình trạng khắc phục và ngưng thi công, mặc dù sai phạm chưa khắc phục xong. Nhưng Sở Xây dựng tỉnh này lại đề nghị các cơ quan chức năng cho phép chủ đầu tư lập thủ tục, xem xét gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng và giãn tiến độ thực hiện dự án. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội vừa cảnh cáo đối với Đảng ủy Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Thoát nước Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020, và khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Võ Tiến Hùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty. Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng ủy Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Thoát nước Hà Nội và các đơn vị liên quan đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, dẫn đến có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác xử lý duy trì chất lượng nước hồ trên địa bàn thành phố bằng chế phẩm Redoxy 3C. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố. Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đang xây dựng đề cương giám sát chuyên đề đến tháng 6 năm 2022 đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn. Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ban Kinh tế Ngân sách là cơ quan tham mưu để xây dựng đề cương kế hoạch giám sát. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Thành Quý cho biết, đây là cuộc giám sát rất quan trọng, cần phải đặc biệt coi trọng chất lượng. Tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định đầu tư thêm 750 mét cầu so với thiết kế ban đầu để cứu hàng nghìn hecta rừng ngập mặn khi thi công cao tốc Vân Đồn Tiên Yên tại tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, có 5 vị trí trên cao tốc Vân Đồn Tiên Yên sẽ được chủ đầu tư thay đổi thiết kế. Cụ thể, tại vị trí xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, chủ đầu tư sẽ xây dựng một cầu dài 470m để giữ hơn 7.000 hecta rừng ngập mặn. Tương tự, có 4 vị trí khác cũng được xây dựng cầu để cứu rừng ngập mặn. Tổng vốn đầu tư cho 5 cây cầu dài 750m này là hơn 300 tỷ đồng.